Sao là mình làm cái thêm mới đây đủ dữ liệu ra đây đúng không? Vào thêm mới thì nó đã sần đến cái một cái hàm của thằng ở trong controller di sân nhé. Đó, chúng ta sẽ, bên này là danh sách này, form thêm mới đây, action này, đến cho đến cái thằng là bayul này. Đó. Sau đấy là admin này. Sau đấy đến là JSON này. JSON này. Sau đấy là đến là cái hàm, hàm ta bảo là hàm thêm đi. Add online đi. Đó, ta bảo là hàm add online. Tạo một cái hàm add view sửa đúng không? Update chúng ta có hàm rồi này, hàm mà add số like rồi này nhá. Đấy, add số like. Ok. Thì hàm này nó lấy về cái số này đúng không? À, không cần giá, chúng ta chỉ có mỗi số thôi. Rồi. Sau đấy lấy cái data ra. Và lấy theo cái thằng gì? Lấy theo cái thằng tag đúng không? Chúng ta có thể truyền cái tag vào đây, truyền thêm cả cái tag này để cho nó lấy cái tag này. Bởi vì lúc đấy là chúng ta đã biết được là cái chỗ này nó là cái thằng là online rồi mà. À, các em có thể cho thầy một cái input tag bằng hidden vào đây, input này tag bằng hidden à, cho nó cái name là tag nhé, name là tag, cho nó cái value à, cái value thì chúng ta sẽ là phích cứng đúng không, phích cứng cái value này là như là lúc này là chúng ta là truyền cái gì nhỉ, truyền cái hotline đúng không, đây cái thằng này mà không thì ở trên này nó đang có, thôi truyền cho nó chắc ăn, truyền cho nó chắc ăn à, thì truyền nó mới lấy được cái bot rồi hotline. Tai này, cốt nhé, online nhé. Ở bên thằng view đâu, view truyền cho nó cái online và cái name là tai đúng không, name là tai thì ở đây phải, nó phải là tai rồi, nó lấy được cái online nhé. Như vậy nó sẽ lại lấy data ra theo cái thằng tai này được chưa, giải giải nén nó ra này, à, giải mã nó ra này, giải mã từ JSON ra cái mảng data này. Sau đấy ta lại số thứ tự này đúng không? Đó. Add data value max lớn hơn. Rồi chúng ta tạo một cái row này, gồm có ID, gồm có max này, số, à, giá không cần đúng không nhỉ? Ta chỉ cần số thôi. Rồi sau đấy put cái new này vào data này, rồi nén nó lại này, giải mã nó thành là JSON này. Rồi, sau đấy gọi đến update, update thì chúng ta sẽ update theo cái thằng tag, update cái data này. Nếu như update thành công thì chúng ta bảo là thêm thành công, else chúng ta bảo là thêm không thành công. Rồi sau đấy chúng ta lại lấy cái dữ liệu ra, lấy theo cái thằng file, giải mã nó ra và own data ở đây là own data cái dưới là hotline nhé, hotline nhé bằng cái data này và chúng ta
loát lại cái view nào, loát lại cái view là view gì ạ, view hotline, view hotline. Đây, hotline view, chuyển data ra được chưa. Rồi chuyển data này ra thì ở bên thằng hotline view nó sẽ nhận được cái thằng phone data hotline đúng không ạ, phone data hotline. Thì cái đoạn dưới danh sách này chúng ta sẽ lấy nó ra, khoách nó đúng không. Đây, bắt đầu từ đây chúng ta lại tạo một cái vòng lặp for khoách key value, chúng ta mỗi key thôi, mỗi value thôi. Cắt cái đoạn này xuống dưới cái thằng tr, xuống dưới tr nhé. Rồi thằng này nó chính là onata nhé, collection của ta chính là onata nhé. Và duyệt mỗi value, từng value này thì chúng ta sẽ lấy cái gì, trong value này chúng ta sẽ cho ra thôi. Thằng đầu tiên là số thứ tự, số thứ tự thì chúng ta phải ngoài vòng lặp for chúng ta sẽ tạo một cái biến là biến pp đô la y ban đầu cho nó bằng bằng một đi được chưa. Ở đây chúng ta sẽ là cho cái thằng gì, đô la y. Rồi thằng thứ hai là cái số đúng không, số này thì ra sẽ là cho cái value nó có màu nhỉ, có màu chưa, thế này có màu cái gì, tạo nên người lại. Màu cái gì? Value này, value số, ok chưa. Xóa thì chúng ta có thể là cho thêm cái cụ thể ta là xóa đúng không, à sửa đúng không, sửa thì các bạn có thể là cho cái một cái đường link để sửa đúng nhỉ. Trong này các bạn có thể cho một cái input gì nhỉ, input này thẻ a đấy nhỉ, a chấm này btn chấm bn gạch ngang succeed đúng không, tab này. Và trong này chúng ta có thể là sửa, còn xóa thì ta cho cái cũng như thẻ a chấm này bn chấm tn gạch ngang danger tab này. Rồi thử nha, đang lỗi bởi vì nó bảo chưa có thằng này, đúng rồi, chúng ta tí nữa chúng ta phải bắt lỗi trường hợp đấy đúng không, khi chưa có thì không được lấy, chúng ta phải thì là null thêm mới, ví dụ như là chúng ta thêm mới là số là 0988888888 đúng không, cái thêm mới này nó báo lỗi trong cái thằng lỗi lúc này đấy, ở trong cái thằng JSON model ấy. Không hiểu cái bảng ấy ở trong cái hàm là dòng số 18, JSON model dòng số 18 đây, không hiểu thằng này, copy nó lên, buồn cười, đem lại tiếp tục. Đấy, nó bảo là thêm mới thành công, thêm mới thành công, sau đấy nó quay lại cái trang này thì nó bảo là không tìm thấy cái hotline view này. Đó. Thêm mới thành công chúng ta xem gì đều thêm mới thành công đi nhé. Đấy, làm lại này. Đấy, có rồi đấy đúng
số giá thằng cuối cùng là nun này. Mình ghi trước cái gì mà mình chỉ ghi trước có hai thằng thôi mà. Update cái type và cái data. Object. Rồi giải quyết từng cái một đã. Khi mà thêm mới xong rồi nó quay lại cái trang gì đấy đúng không? Mình phải giải quyết ở đây trước ạ. Khi thêm mới xong rồi là ở trong cái thằng JSON này. Đây. Nó lại cái này này không đúng, nó không có đúng rồi, nó gọi là admin đúng không? Admin gạch chéo JSON gạch chéo. Đấy. Nó lên được rồi này đúng không, sửa xóa này số này nhưng mà không có dữ liệu à, và cái y này nó chưa tăng lên, chúng ta chưa tăng y không tăng lên. Y bằng không đúng không? À, y bằng không. Nhưng mà y bằng không thì nó phải cũng phải đặt ở trong vòng for chứ, đặt ngoài làm sao được? Thôi thì cần gì thiết gì thế? Đấy, mình đi thế này thôi. Y bằng cộng ở đây được này, được chưa? Được. Cần gì phải rắc rối? Rồi, lỗi đấy là xong nhá. Còn cái lỗi tiếp theo là tại sao nó chưa hiển thị cái số hotline lên, thì chúng ta phải xem lại là cái dữ liệu trong này của chúng ta là số đúng không, ID là một hả, số của chúng ta đang null nhé, thì chúng ta xem lại tại sao là số đang null. Thì đang luôn thì có khi là nó chưa lấy được ở trong cái tầng thêm mới này, nó chưa lấy được. Đấy là lý do vì sao ta phải kiểm tra như thế. Số này đúng chưa nhỉ? Mình cái name ở ngoài kia là có khi là không đúng cái name ngoài kia rồi. Ngoài kia mình đặt cái gì ấy, không phải đặt số. Cái form này. Đây. Chưa có name. Đâu. Đây mình làm kia mình đặt là số online đúng không, còn cái này là cái hidden. Rồi mình sẽ làm một chút dưới này, mình có dùng cái thằng nào là số đúng không? Thôi thì để cho nó an toàn thì ở đây thì mình đặt là số đi nhá, lỡ thằng khác nó dùng nữa thì là mất công đi sửa. Ok như vậy thì chúng ta phải là insert lại đúng không? 0988 là thêm mới này. Đấy, thêm nhân công. Cũng chưa có. Một ba này vẫn đang đang luôn này. Luôn này. Rồi, thế thì để cho nó chắc ăn thì ta phải làm gì? Để cho cái nha. Cốt số này, số số. Không chín bảy 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 bảy. Thêm mới đây. À, lấy được rồi. À, lấy được rồi nhưng mà lại không 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 chết được. Lấy được rồi nhé. Sau đấy chúng ta ghép data ra này, giải mã này, số mắc này bằng đúng rồi. Tai bằng số đúng rồi. Tại sao này nó không lấy được? Đến đây này chắc cả. Chắc cái thằng lưu này xem thì nó nhận được chưa đúng không,
À có rồi nè, thêm rồi chứ, 0966 này, 66666, thêm mới, ok thêm rồi nhá, sửa xóa, rồi thằng này là sửa xóa chưa có, ta bổ sung thêm gì? Các em nhìn nó đơn giản là thôi, đến lúc các em không bắt tay vào làm là không 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 thấy đâu, không đến người đến trường đơn giản đâu, em phải làm nhiều vào thì nó mới như thế đấy, mà làm thấy mà vẫn gặp lỗi mà còn phải đứng hình suốt ngày, người làm với chúng nó mà còn đứng hình ấy, đừng nói đùa. Rồi đây là add thêm mới này, lại thêm đúng không? Đấy, xóa. Rồi như vậy thì chúng ta thêm mới được thành công rồi nhá. Lúc này có cái lỗi gì mà chưa 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 fix nhỉ? Quên mất rồi. Gặp như nào fix gì đấy? Thì bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ làm chức năng xóa trước để chúng ta xóa mấy cái dữ liệu này đi đã, đúng không? Xóa thì kích vào xóa thì chúng ta sẽ gửi một cái ID sang để cho nó xóa. Ok, thì sẽ làm tiếp cái thằng xóa nhá.